Ủa, anh tưởng trưa mới qua chứ. Em qua sớm để mua chậu cây này nè. Vậy sớm mà mua cái chậu chút xíu vậy hả? Vô duyên, người ta muốn mua gì người ta mua, mày muốn thích tao mua thêm cũng được vậy. Mà nè, cái bóng đèn hư rồi kìa. Kỹ sư mà không biết xuống đèn hả? Kỹ sư chứ không phải bồ kỹ sư đâu, bồ kỹ sư mới biết sửa nha. Ừ, anh biết rồi, chị anh sửa. Thôi, giờ anh đi tắm đây. Mấy hôm anh đi anh làm gì vậy? Em đi chơi với trai. Có cũng mừng, hay ở nhà ủi nha anh. Không dám đâu nha. Em ra đường là trai theo nườm nượp đó. Mà nè, ngày mai em dọn lại đây nha. Ủa, nhà em cho rồi hả? Ừ, không. Nhưng mà dù có cho hay không thì em cũng sẽ dọn. Không ở với anh thì em mới một mình. Lớn rồi, chẳng lẽ ở với ba mẹ suốt. Mai còn anh qua phụ gì không? Không đâu, em làm xong hết rồi. Chỉ có là ngày mai em kêu người dọn qua là xong. Còn bây giờ thì em phải dọn dẹp lại một xíu, để đồ của em nữa. Hồi đi miền Trung á, bão dập như điên. Tụi anh đi theo đoàn của tỉnh mà mất cả ngày mới vô được vùng tâm bão. Mấy cái máy ăn một cân ngắt mà về nó cũng ẩm hết trơn rồi. Anh có bỏ về quế mà em thích. Thật ra thì cuối năm em cũng phải ra Hà Nội một chuyến. Lại vụ mấy cuốn sách nữa em? Cũng không hẳn. Ý là bên viện người ta cũng đã gửi bản chú giải qua cho bên nhà xuất bản rồi. Cũng tạm xong. Chủ yếu em ra đó để kiểm tra lại hệ thống truyền động của lô ô tô mới. Phải kiểm kỹ mới được. Thôi hệ thống truyền động thôi mà cũng lo em ra đó nữa. Bệnh nhớ em hả? Hay là vậy đi, cho anh xin trên chuyến bay, rồi xong anh phải cá. Tối mình cá khách sạn nhau luôn. Vậy hả? Vậy rồi tối qua cái phòng luôn không? Tới đó người cái phòng là em nó thì có. Anh nè, anh có biết là con Trà mới chia tay người yêu không? Con Trà là con em đang thích đi bơi đó em. Nghe nói nó quen nhau cũng 7-8 năm gì rồi đó mà. Bởi vậy, lúc mới biết tin em cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà nghe khách nói, nhiều nó có người mới hay sao á. Bao lâu như vậy, chắc phải có gì ghê gớm lắm. Chứ không sao tự nhiên lại chia tay. Nhiều khi, không có gì cũng có thể chia tay được mà. Thôi, anh vào viết kịch bản tiếp đây. And so I came to see her, to listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly.
Sao có để ở nên không phá bỏ ngóc ở đây Ừ. em? Hồi chiều thấy con mèo nhà hàng xóm, cái em chạy theo nó lên tới đây luôn. Thấy cũng thú vị mà. Anh nè, anh có thấy hai cái nhà kế bên nhà mình không? Cảm giác như tại mình mà tụi nó bị chia cắt vậy á. Cô gái bách khoa hành tương tự đây mà. Sao không nghĩ hai nhà này nói đạo của mình nè? Anh nhìn đi, từ đây nhìn lên á thì đâu thấy nhà mình đâu. Cảm giác như là giữa hai cái nhà này nó có một cái khoảng không trống rỗng vậy á. Nhìn cái xa cách làm sao. Anh nè, anh có còn thương em không? Có gì sao vậy? Thì anh trả lời đi. Dĩ nhiên là còn rồi. Sao mà không buồn quá vậy? Tưởng anh quên hôm nay là kỷ niệm hai đứa hả? Anh có quà cho em nè. Lúc lũ gần tới, anh thấy nó bên bờ sông. Anh vội chụp lấy nó trước khi nó bị cuốn đi, cho nó biết hôm nay sẽ qua ở với anh. Hay là vậy, khi nào ông chồng nó ra coi đầu tiên thì chúng mình lấy nhau được không? Hỏi là ủa sao dậy sớm vậy em? Em có gì vậy?
chưa còn nói cười, hôn thật sâu và ôm thật lâu. Vài phút trước người nói với anh rằng anh mãi là của em. Vài phút trước giờ tan tầm, đứng chờ em nàng cũng cười anh. Vài phút trước hàng cây vẫn vui vì ta luôn có đôi. Anh ước em chưa từng có những vết thương ngày đó. Anh ước em có thể hiểu trái tim nơi này đong đầy. Anh ước cho em niềm tin mỗi khi không kề bên. Anh ước ta như vài phút trước đây thay vì lời chia tay.